Xin chào các khán giả của Grab Việt Nam. Có một đất nước ở châu Âu khi được hỏi có thích đồ ăn Việt Nam hay không, thì có tới 85% người dân nước này cho biết họ cực kỳ thích các món ăn Việt Nam. 67% người dân thường xuyên thưởng thức món ăn Việt, 19% rất thường xuyên và 1% ăn món Việt hàng ngày. Các bạn có đoán được đó là quốc gia nào không ạ? Đó chính là Cộng hòa Séc các bạn ạ. Có thể nhiều người chưa biết, cộng đồng người Việt tại Séc còn được chính phủ nước này công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 tại đây. Nhờ mối quan hệ hết sức đặc biệt này mà càng ngày ẩm thực Việt càng lan tỏa rộng rãi hơn. Ngày hôm nay hãy cùng đến với video của chúng mình để khám phá xem người dân Séc suy nghĩ gì về món ăn Việt chứ danh nhé! Bạn bè quốc tế ấn tượng, người dân Séc xếp hàng ngồi chật chờ thưởng thức món Việt giữa lòng châu Âu. Các bạn thân mến, để ẩm thực Việt có chỗ đứng vững chắc tại Séc như ngày hôm nay là nhờ sự nỗ lực trong hàng chục năm qua của cộng đồng Việt Nam cùng với sự tham gia gián tiếp hoặc trực tiếp của cán bộ, nhân viên đại sứ quán cùng các phu quân, phu nhân tại nhiều hội chợ, lễ hội, ngày văn hóa, tuần văn hóa tại Praha và các địa phương. Mở hàng ăn đang là lĩnh vực được cộng đồng người Việt tại Séc đầu tư mạnh, chỉ sau nghề kinh doanh tạp hóa và kinh doanh rau quả, thực phẩm truyền thống. Hiện chưa có thống kê chính xác về số lượng các quán ăn nhanh, nhà hàng do người Việt làm chủ, nhưng gần 100 quán ăn chỉ riêng tại thủ đô Praha là con số ước đoán khiêm tốn nhất. Người Séc thích các món ăn Việt Nam, điều này có thể thấy rõ khi trên một số tuyến phố ở trung tâm Praha san sát các quán ăn nhanh và nhà hàng Việt, thực khách khá đông. Nhiều người Séc đưa cả gia đình đến trung tâm thương mại Praha vào các ngày cuối tuần chỉ để ăn phở, nem cuốn hoặc bún chả. Một xu hướng tích cực khác khẳng định chỗ đứng của ẩm thực Việt Nam tại Séc là từ chỗ phải núp bóng ẩm thực Trung Quốc, nay biển hiệu nhà hàng và tên món ăn Việt trong thực đơn đã lấy lại tên gốc của mình. Tiết mục trình diễn, chế biến các món ăn truyền thống của Việt Nam cũng đã trở thành nội dung không thể thiếu trong các hoạt động quảng bá văn hóa, giao lưu, hữu nghị giữa các cộng đồng dân tộc ít người tại Séc. Mới đây, hơn 3.000 người, chủ yếu là thanh niên, sinh viên Séc và nước ngoài, đã xếp hàng dài, ken chặt lối đi của chợ Holešovice ở thủ đô Praha để tham dự lễ hội ẩm thực lần thứ hai mang tên Hương vị Việt Nam. Trong không gian được trang trí nhiều sắc màu bắt mắt, tái hiện nét cổ xưa xen lẫn hiện đại của phố phường Việt Nam, thực khách có thể thưởng thức rất nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam từ đồng quê cho tới thành thị. Vẫn là những món ăn quen thuộc của người Việt Nam như bún chả, nem rán, phở, bún miến ngan, mì xào hay bánh mì kẹp thịt, như có một sức hút kỳ lạ đối với người dân bản địa và khách nước ngoài. Trong khi các đầu bếp phục vụ luôn tay và các quầy đều kín chỗ, thực khách vẫn nán chờ xếp hàng dài để đến lượt thưởng thức món ăn mà nhiều người chưa bao giờ được nếm thử. Chị Lauren Turner đến từ Mỹ rất thích thú sau một thời gian xếp hàng và được ăn một số món mà chị rất tò mò muốn nếm thử. Chị nói, "Tôi chưa từng đến tham dự sự kiện như thế này trước đây, nhưng tôi rất thích. Chúng tôi đã ăn nem rán, tôm tẩm bột rán và chè hoa quả thập cẩm, một trong những món mà tôi thích nhất từ trước đến nay. Chúng tôi cũng đã uống nước dừa non, thực sự những món ăn này rất ngon." Ngoài những món ăn đường phố, thành thị, thực khách cũng rất thú vị được nếm những món ăn và đồ uống dân dã thuần Việt như nước chè, kẹo lạc, bánh rán, nhộng rang hay lòng lợn luộc. Đặc biệt, ban tổ chức còn bố trí một không gian đặc biệt giới thiệu các trò chơi của Việt Nam như đánh tú lơ khơ, hoặc cuộc thi cầm đũa. Rất nhiều khách nước ngoài từ trẻ tới già hào hứng tham gia cuộc thi dân gian cầm đũa gắp hạt đậu được đặt trong những chiếc mẻn nhỏ đan bằng tre xinh xắn. Mặc dù không vượt qua được thử thách, anh Jakub Janik, một người dân Séc, vẫn tỏ ra thích thú với trò chơi này. Anh nói, "Tôi thấy người ta đã cầm đũa ở đâu đó rồi. Tôi tò mò muốn thử, nhưng thật là khó. Tôi giữ mãi mà không được. Tôi thấy các bạn Việt Nam cầm đũa thật điêu luyện." Bên cạnh những món ăn truyền thống và trò chơi dân gian, ban tổ chức còn sắp xếp bố trí một không gian học tiếng Việt cho người dân Séc muốn khám phá văn hóa Việt Nam. Các bạn thanh niên tình nguyện của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã nhiệt tình hướng dẫn người học cách đánh vần các chữ cái, cách đọc những cụm từ đơn giản như xin chào, cảm ơn, tạm biệt hay cách gọi món ăn và đồ uống. Vợ chồng ông bà Jaroslav Suk nói, ông bà rất muốn học chút ít tiếng Việt để tìm hiểu và đến thăm Việt Nam nếu có dịp. Bà Jaroslav nói, "Không giống như các ngôn ngữ châu Âu khác, tôi cảm thấy tiếng Việt nghe rất hay, như người ta đang hát vậy. Nghe các bạn nói tiếng Việt, tôi có thể tưởng tượng nó giống như một bức tranh vẽ. Tuy nhiên, tiếng Việt rất khó,
và nếu có cơ hội nào đó trong tương lai thì tôi sẽ học. Mặc dù lễ hội kết thúc vào 19 giờ tối, nhưng nhiều thực khách vẫn còn muốn nán lại để trò chuyện và thưởng thức những món ăn thuần Việt hay lưu lại những bức hình trong không gian văn hóa đậm chất Việt. Đây là lần thứ hai một nhóm gồm 5 bạn sinh viên cấp 3 người Việt Nam đứng ra xây dựng ý tưởng tổ chức sự kiện văn hóa này. Ngoài mục đích giới thiệu món ăn Việt Nam, ban tổ chức cũng muốn người dân Czech hiểu hơn về văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam, giúp thúc đẩy sự hòa nhập của cộng đồng người Việt Nam vào xã hội Czech. Do địa điểm thuê nhỏ nên chỉ có hơn 3.000 vé được bán ra trong tổng số 25.000 người đăng ký tham dự. Ban tổ chức hy vọng rằng năm lễ hội sẽ được mở rộng hơn, phục vụ được nhiều thực khách hơn, quảng bá văn hóa Việt Nam rộng lớn hơn trong cộng đồng người dân Czech. Còn ở gần quảng trường Jiriho Jet Poreborab, Cộng hòa Czech, ngày nào cũng có một dòng người xếp hàng dài, đầy vẻ kiên nhẫn trước cửa nhà hàng phở Việt Nam, Tuấn và Lan để chờ mua các món vừa ngon vừa rẻ. Cặp đôi hoạt động nhà hàng này, Tuấn và Lan đã mở ra một nhà hàng kiểu sit-down restaurant, ngồi ăn với một thực đơn với những món ăn Việt Nam quen thuộc, phục vụ nhanh và có giá rất hợp lý. Nằm ở không gian tầng hầm trên đường Anglika, một địa điểm đẹp và lý tưởng cho một quán ăn. Phở Việt Nam vẫn luôn nằm trong những món ăn ngon của Việt Nam, được yêu thích tại Paraguay, thủ đô của nước Cộng hòa Czech. Được phục vụ khá nhiều ở các quán rượu và quán bán đồ ăn mang về, đang mọc lên như nấm trong vòng 18 tháng qua. Đối với những người yêu thích ẩm thực Việt Nam, giờ họ đã có hàng tá địa điểm để lựa chọn, chứ không phải đi bộ vất vả đến chợ Sapa để mua một bát phở như trước kia nữa. Tại quán phở Việt Nam mới này, khách hàng gọi món và thanh toán tại quầy, sau đó mang đến bàn để ăn. Tốc độ phục vụ rất nhanh, đến nỗi mà bạn chưa kịp ngồi xuống thì đồ ăn đã được mang lên và bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái khi thức ăn được đặt trên những chiếc đĩa to và vẫn còn bốc khói. Hơn nữa, hầu hết các món trong thực đơn đều cực rẻ với giá chỉ gần 5 đô la Mỹ, một cái giá rất lý tưởng để khách hàng ở đây có thể gọi nhiều đồ ăn và chia sẻ cho nhiều người. Nhà hàng phở Việt Nam có món nem rán rất ngon. Món nem được phục vụ rất nóng và nhanh. 15 koruna một chiếc nem có kích cỡ khá lớn, có sự cân bằng hoàn hảo giữa độ giòn, dai, ngon. Nhân được làm bằng thịt lợn và một số loại rau. Món nem Sài Gòn ở đây không bị quá nhiều bún hay rau. Nem cuốn ở đây tròn vị với thịt lợn, tôm, húng quế và bún được gói vào với nhau bởi một miếng bánh làm bằng gạo nếp. Ở đây phục vụ một vài loại phở. Loại phở trung bình có nước dùng khá đậm vị thịt bò. Thịt bắp bò mềm, bạn có thể trộn thêm tương ớt và pate đặt sẵn trên bàn theo sở thích. Một trong những món ngon nhất là bún chả, một món ăn hoàn hảo cho mùa hè. Thịt lợn viên và thịt cắt miếng được nướng lên có mùi vị rất ngon. Khi nhúng vào nước chấm và cho thêm vài cọng rau húng, rau mùi ăn cùng với bún, bạn sẽ thấy rất tuyệt. Một món ăn cũng rất ngon khác là bún bò Nam Bộ. Một kết hợp rất tuyệt vời giữa thịt bò thái nhỏ, đậu phộng, giá đỗ, bún và rắc một ít hành rau lên phía trên. Còn hai món ăn khó bỏ qua nữa là mực xào thập cẩm và gà xào xả ớt. Mực xào thập cẩm là món xào mực với cần tây, nấm là một món ăn rất tươi ngon và được phục vụ cùng với cơm. Có giá rẻ nhưng mực ăn rất ngon, nấm làm cho thịt và cần tây có vị ngọt mềm. Những miếng thịt gà dai với xương sụn được xào với xả, ớt và hẹ tây cũng rất ngon khi ăn cùng với cơm. Ở đây còn có nước trà đá tươi và mát lạnh. Quán phở Việt Nam Tuấn và Lan chắc chắn sẽ thu hút được nhiều khách hơn nữa đến để xếp hàng mua đồ ăn vì chất lượng, giá cả và tốc độ phục vụ rất tuyệt, không thể tốt hơn. Thật sự rất bất ngờ khi một quốc gia ở châu Âu xa xôi lại quan tâm và có hứng thú mạnh mẽ với ẩm thực nước ta như vậy, phải không các bạn? Vậy các bạn có suy nghĩ gì về vấn đề này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình được biết nhé! Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Grab Việt Nam.